cùng hai hò cũng như quý vị thân quý. Xin một tràng vỗ tay của quý vị chúng ta để chào đón bố mẹ của cô dâu, xin thân mời. Về phía đại diện đến từ Hòa Nhạc Trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu quý ông Nguyễn Toàn là bố của chú rể và quý ông Đặng Huấn là cậu của chú rể sẽ được về sân khấu trung tâm để ra mắt quý con gái họ cũng như quý vị thân quý. Chúng ta xin chào một tràng vỗ tay từ đồng nghiệp và xin mời bố và cậu của chú rể sẽ tiến về sân khấu trung tâm, xin trân trọng kính mời. Vâng, chúng tôi xin được trọng kính mời cậu Đặng Huấn là một cậu cao quý của chú rể sẽ cùng đứng về sân khấu trung tâm để đại diện của Hòa Nhạc Trai ra mắt cùng hai họ cũng như quý vị khách quý. Chúng tôi một lần nữa xin được trọng kính mời. Vâng, tất cả quý vị chúng ta sẽ từ đời trong dây lá yêu son sắc đời chờ tháng năm mong đời bây giờ là đây. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày rất tuyệt vời của đôi Uyên Hương Kỳ Lý và Đức Phá, và chúng ta đã cùng chào đón đại diện đến từ Hòa Nhạc Trai, và chắc chắn là ngay bây giờ giây phút mà tất cả quý vị chúng ta mong đợi nhất. Xin quý vị chúng ta cùng lắng đồng trong dây lá và hướng mắt ra phía cổng hoa, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để chào đón đôi tân lang và tân gia nhân chú đệ nguyện các